Chào các bạn, đây là đoạn tiếp nối trong hành trình quý mẹ năm Hải Bạc Liêu của mình. Sau khi rời Trà Vinh qua Sóc Trăng trên tuyến phà Đại Ngãi, thì đoàn của mình đi thẳng đến phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, nơi tọa lạc của Quan Âm Phật Đài, hay còn được thập phương bá tánh gọi một cách gần gũi là mẹ năm Hải. Vì trong hành trình này mình ghé khá nhiều địa điểm nổi tiếng ở cả Sóc Trăng và Bạc Liêu, nên mình cố gắng ghi nhỏ điểm đến để các bạn dễ theo dõi và đỡ mất thời gian nha. Quang, đây là cổng Tam Quan và đây là khuôn viên bên trong của Quan Âm Phật Đài đây các bạn. Nếu là lần đầu tiên đến đây, chắc hẳn các bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì cánh hàng rong và đồ lưu niệm được bày bán tấp nập như ở chợ, ngay trong khuôn viên của một nơi được cho là tôn nghiêm như thế này. Thời tiết hôm nay khá là nóng và hơi ồn ào, nhưng nhờ gần biển có gió lùa từng cơn nên khá là thích thú. Khuôn viên nơi đây thì hỡi ơi rất rộng luôn. Người mập như mình đi dắp khuôn viên ở đây chắc sẽ giảm được vài cân. Tượng Phật Bà Nam Hải Bạc Liêu là một công trình có giá trị về văn hóa tâm linh nổi bật của người dân nơi đây. Nếu có dịp đến Bạc Liêu, bạn có thể ghé nơi đây để cầu may mắn hay tận hưởng giá trị thiêng liêng mà Đức Mẹ mang lại. Mẹ Nam Hải hay Quan Âm Phật Đài tọa lạc tại khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, cách thành phố Bạc Liêu 8 km, hướng ra biển Đông, là điểm du lịch tâm linh Phật giáo nổi tiếng, thu hút nhiều khách thập phương tìm về tham quan chiêm bái. Đến đây, chúng ta sẽ được nghe kể về sự tích mẹ Nam Hải, được mô tả chi tiết bằng những tôn tượng có ghi lại trên bảng để giải thích cho chúng ta hiểu thêm những điều lạ thường cũng như sự linh thiêng của mẹ Nam Hải hay Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong đời sống người dân ở đây, đặc biệt là người dân Quảng Chài sống bằng nghề đi biển, mẹ Nam Hải Quán Thế Âm Bồ Tát là người luôn lắng nghe những bất chắc khổ đau và che chở cho họ trước mọi sóng gió. Sự kính tín ngưỡng vọng của người dân bản xứ và Phật tử gần xa ngày càng thẩm thấu trong mọi hoàn cảnh, và đó là niềm tin vững chắc thiêng liêng trong đời sống của họ. Ban đầu, nơi đây là một căn nhà lá đơn sơ, thờ phụng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, được xây dựng ở một khu đất nhỏ ven biển với xung quanh là bùn lầy và rừng cây đước. Tương truyền nơi đây được lập nên để cầu an cho những người đi biển, mong Đức Mẹ phù hộ che chở cho người dân đánh bắt xa bờ về nhà an toàn. Năm 1973, Hòa Thượng Thích Trí Đức đến đây, nhận ra sự linh thiêng thần thánh nơi này nên đã cho xây dựng thành ngôi chùa khang trang hơn. Ngài đã cho xây dựng tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 11 m, chưa tính phần bệ, với tầm nhìn ra biển. Xây trong 2 năm, đến năm 1975 thì hoàn thành. Lúc mới xây dựng, tượng đài Đức Mẹ được đặt mé biển. Mỗi lúc thủy triều lên, nước biển tràn vào, có lúc ngập cả chân đế. Qua nhiều năm, do sự bồi đắp của phù sa, đất liền rắn la biển, nên vị trí đặt tượng đài này đã cách biển gần cả cây số. Ây dồ, đi thuộc xe nha quay. Làm chưa chua. Vô cho ngài. Tại ăn đi không? Nơi đây có không gian rộng rãi, thoáng mát, với gió biển thổi vào. Bước qua cổng Tam Quan là cổng trời, tiếp đó là bình phong hàng long phục hộ rất uy nghi. Liền kề bức bình phong là đại điện rộng lớn với cột phướng cao đến 49 m. Từ đây chúng ta sẽ thấy tượng Quan Âm Bồ Tát ngự trên tòa sen, hai bên là điện Thiên Phủ và điện Địa Tạng. Phía trước sân lễ là bức bình phong phục hộ và 32 pho tượng Bồ Tát hóa thân, tất cả đều hòa hợp tạo nên một không gian văn hóa tâm linh uy nghi và trang nghiêm. Đây là điện Quán Âm, là một dãy nhà rộng lớn nằm phía bên trái tượng Phật Bà, nhìn từ trong ra cổng.
Điện Quán Âm được xây dựng theo lối kiến trúc theo kiểu chùa cổ của Việt Nam. Bên phải tượng Phật Bà Nam Hải cũng theo hướng từ trong ra ngoài là điện Địa Tạng. Vào ngày 22, 23 và 24 tháng 3 âm lịch hàng năm, nơi đây thường có tổ chức lễ hội Quan Âm Nam Hải. Đây là một trong những lễ hội Phật giáo lớn nhất của tỉnh Bạc Liêu. Và với những giá trị văn hóa độc đáo, sức hấp dẫn từ các hoạt động văn hóa tâm linh, lễ hội được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng của du lịch Bạc Liêu. Cùng với đó là ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng, nơi đây cũng thu hút rất nhiều đoàn người phương xa đến đây chiêm bái cầu an, cầu tài lộc như hôm nay chẳng hạn. Những ngày như thế này thường thu hút rất đông Phật tử, du khách tăng ni và người dân khắp nơi hành hương đến cửa biển Bạc Liêu để hòa mình vào không gian lễ hội thiêng liêng này. Lễ hội Quan Âm Nam Hải là một lễ hội mang bản sắc tôn giáo dân tộc độc đáo, nhưng cũng chứa đựng nhiều màu sắc văn hóa địa phương Nam Bộ, được đúc kết tồn tại và phát triển lâu đời trên vùng đất này, là một lễ hội văn hóa tín ngưỡng và văn hóa dân gian đáp ứng nhu cầu văn hóa xã hội, đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Xin cảm ơn gia đình và thân thị Mỹ Hoa, em Mỹ Tiền, giọng và thân thị đã tài trợ cho chương trình này. Và xin cảm ơn các bạn đã chịu khó lắng nghe. Hy vọng tình cảm của các bạn. Mình là Cộng Sê La. Hãy kết nối với mình tại website www.cộngsela.com nhé.